Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành Văn Hải Dương. Hôm nay buổi sáng thứ năm, ngày 4 tháng 4 năm 2019, Hành Văn trân trọng quảng bá và giới thiệu đến toàn thể các bác, các anh, các chị, các bà, các em đang có nhu cầu tìm hiểu về cái dòng loa chính hãng sử dụng bát 30, gân độ giảm dầu và chiếc kèn titan. Thì mẫu loa lần này trân trọng giới thiệu các bác đó là một loa mới tinh, nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc từ Trung Quốc do công ty GD Show sản xuất. Thì dòng loa này đến từ thương hiệu GD Show, có model là KB612. Đây là một sản phẩm chính hãng do trực tiếp công ty GD Show sản xuất. Thì dòng loa này được thiết kế đứng, sử dụng bát 30, gân độ giảm dầu từ 19 họng 15 và chiếc kèn titan từ 13 họng 4,4. Thùng được thiết kế bằng gỗ ép nhiều lớp và sơn sần bóng, không ngấm nước. Dòng loa này rất phù hợp cho các bác chơi phòng hát hoặc là hát karaoke trong đình cũng như là nghe nhạc, bởi vì cái giải tần của nó tương đối đủ giải. Khi đôi loa thể hiện, đôi loa này có thể các bác có thể là treo ngang hoặc là treo đứng hoặc dùng giá ba chân, một mẫu thiết kế đa năng đa chiều để phù hợp với mọi không gian trong một gia đình. Thì bây giờ em sẽ mời các bác nghe nhạc. Trước khi nghe nhạc thì em giới thiệu các bác, đây là dòng loa GD Show có model là KB612, công suất của nó là 400W, nội trở 8 ohm, độ nhạy 105 dB, giải tần hoạt động từ 40 đến 20 kHz, có thể bánh rất sâu, bát nực và chiếc sáng đủ giải. Và thùng gỗ ép nhiều lớp sơn sợi bóng, một dòng chính hãng, âm nó có thể nói là rất hay luôn nhá. Em mời các bác cùng nghe, mới tinh, nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc và giá rất là hợp lý. Các bác bỏ ra giá là 8.500.000 đồng thì đã sở hữu một loa bát 50 và có chất lượng cực tốt. Nhu cầu về dòng loa này hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Em ra hàng toàn quốc. Đây là một sản phẩm chính hãng cho nên âm rất là hay, chất lượng rất tốt. Có thể là nói một đôi loa có thể nói là rất phù hợp với mọi không gian. Xin chào các bác nhé.